Chào anh chị, em là Cương Trần của Đầu tư Tiền Điện tử và ngày hôm nay tiếp tục các chuỗi series những cái đồng coin tiềm năng bạn có thể nắm giữ từ năm 2021 tới năm 2023. Thì ngày hôm trước em đã đánh giá chi tiết về 5 đồng coin, thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị thêm 5 cái đồng token mới. Nó cũng cực kỳ tiềm năng và nó đã được niêm yết trên sàn Binance. Thì trước khi đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ, nếu anh chị nhận được giá trị ở video này thì mình có thể nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh. Những anh chị nào mình là người mới, mình chưa đăng ký sàn Binance và sàn Huobi quốc tế, mình có thể nhấn vào đường link bên dưới để đăng ký. Rồi, sau đây em sẽ đi vào chi tiết của chủ đề ngày hôm nay. Thì cái đồng đầu tiên em muốn nhắc tới của cái video ngày hôm nay đó là đồng Code.tv. Thì đây là một cái dự án làm về video và media. Thì cái dự án này em đã có một cái video hướng dẫn và đánh giá chi tiết về cách mà mình có thể là kiếm tiền trên cái dự án này và cái cách đầu tư. Thì cái dự án Code này nó được các quỹ đầu tư rót vốn như là Binance hay là NGC Capital thì được phát triển vào năm 2019. Vậy cái sự phát triển của nó cũng khá là tốt. Những anh chị nào mà mình nắm giữ đồng Code thì mình có thể là bỏ đi vào cái node của nó để mình lấy phần thưởng, tương tự như là những cái dự án như ADA hay là những cái dự án nào về staking á, anh chị có thể là đóng góp cổ phần vào cái dự án đó để mình lưu trữ trong lâu dài. Thì đây là một trong những cái dự án em đánh giá nó khá là tốt về cái độ tiềm năng, và thứ hai là đứng sau nó là Binance và cái độ phát triển trong thời gian vừa qua, suốt từ lúc mà nó phát hành tới thời điểm bây giờ. Thì những cái anh chị nào mà mình nắm giữ cái đồng Code này và mình đem đi staking á thì cũng đã ít 5 ít 6 lần cái lượng coin, chưa kể là cái tài sản của mình gia tăng theo thời gian nữa đó. Thì thông tin chi tiết á là tổng lượng cung của nó là 10 tỷ coin và cung lưu thông thì ngoài thị trường bây giờ là 3 tỷ coin và khối lượng giao dịch của nó một ngày là 2,7 triệu đô và mức giá cao nhất là 0.05 và mức giá hiện tại là 0.1 đô. Các sàn giao dịch hỗ trợ là Binance, Bitum và rất là nhiều sàn giao dịch khác. Thì mình sẽ đi qua là xem cái mức giá mà mình có thể là mua đối với đồng Code.tv này như thế nào. Rồi, thì anh chị có thể thấy là đây ở trên Binance thì em sẽ dỡ cái biểu đồ đồng Code ra cho anh chị thấy về cái mức giá và cái độ tăng trưởng của đồng Code như thế nào. Thì em sẽ mở chạc tuần. Thì cái đỉnh của nó là 0.05 đô la bằng cái vùng giá mà nó lập đỉnh khi mà nó mới niêm yết trên Binance 2 tuần. Thì vào ngày là 5 tháng 8 năm 2019 thì sau 2 năm thì nó đã vượt, nó gần bằng cái đỉnh cũ. Thì anh chị có thể thấy là cái mức giá mà thấp nhất của cái đồng Code.tv là 0.003 là cái ngày mà Bitcoin nó về vùng giá là 37.800 đô đó, là vào ngày là 9 tháng 3 nè anh chị. Đó là cái vùng giá thấp nhất và lúc đó em cũng đón được con sóng này, nhưng mà thật sự là lúc đó tiền không còn nhiều nữa vì sau cái pha đu đỉnh mà Bitcoin nó giảm mạnh như vậy đó. Và trong suốt một khoảng thời gian là 2 năm thì nó mới bắt đầu quay lại cái giá đỉnh cũ và bây giờ nó giảm mức giá còn 0.01 đô la. Thì cái vùng này nó cũng đã đi ngang suốt một cái khoảng thời gian dài, thì anh chị có thể là cùng em theo dõi nó kỹ hơn. Đây. Thì anh chị cũng thấy là cái vùng tích lũy. Của cái đồng Code.tv này. Đây. Thì anh chị xem cùng em là khi mà nó về 3.700 mức giá này thì nó có một cái sự phục hồi cũng tương tự như đồng coin khác, nhưng mà nó nằm ở cái vùng giá này, nó đi ngang rất là lâu nè anh chị đó. Và bây giờ nó đang test lại cái vùng này là vùng hỗ trợ đây đó, anh chị thấy không ạ? Thì cái vùng giá mà anh chị có thể gom hàng là thứ nhất ở mức giá này, anh chị có thể là gom một ít ở từ cái vùng là 0.1 nè đó tới 0.009, đó là cái vùng thứ nhất anh chị có thể gom. Rồi tiếp theo là cái vùng thứ hai, vùng này thì khả năng trở về nó rất là khó. Vùng này với thời điểm hiện tại thì cái độ phát triển của dự án này đang khá là tốt, về vùng này là rất là khó, nhưng mà không thể là không về đó, nên là anh chị có thể là cân nhắc thêm ở cái vùng từ 0.007
tới vùng 0.005. Đó là anh chị có thể là gom hàng của cái đồng COSTV này để anh chị đem lên trang chủ của nó, anh chị vote nó và anh chị lấy phần thưởng. Đây là một dự án tốt, anh chị có thể là nắm giữ trong lâu dài. Đó là bản thân em khuyên anh chị như vậy. Thì đó, anh chị có thể là cân nhắc khi mình tự mình đưa ra cái quyết định đầu tư. Rồi, thì tiếp theo là đến đồng thứ hai là đồng SXP. Thì có thể là anh chị nào trong cái lĩnh vực này, lĩnh vực đầu tư tiền tử, thì anh chị cũng không xa lạ với cái đồng SXP này. Thì nó nằm trong lĩnh vực thứ nhất là DeFi, thứ hai thanh toán và thứ ba là wallet. Thì nó được Binance Lab đầu tư và thực sự là đã được Binance nó mua lại hết rồi, nhưng mà cái con số cụ thể của Binance mua bao nhiêu thì thực sự là nó không được công bố. Rồi thì thời điểm phát triển của nó là phát triển vào năm 2019 và tới thời điểm này là cũng hơn 2 năm. Và cái dự án này là một trong những cái dự án về DeFi và thanh toán nó phát triển rất là nhanh và nó đã được các ngân hàng hợp tác với các ngân hàng ở bên Mỹ và đã phát hành hệ cái thẻ Visa Debit này cũng khá là nhiều rồi. Và anh chị ở Trung Quốc anh chị có thể là sử dụng những cái thẻ như vậy luôn, là một cái công ty được Binance nó mua lại và tổng token của nó là 285 triệu và đang lưu thông ngoài thị trường là 86 triệu, khối lượng giao dịch là 144 triệu đô và cái mức giá hiện tại đang là 1,7 đô, cái đỉnh cao nhất là 5,87 đô la. Thì các sàn hỗ trợ là sàn Binance, FTX, CoinS. Thì anh chị nào mà đã theo dõi cái đồng SXP này thì cũng thấy là cái mức độ tăng trưởng của nó vừa phải, nó không phải là quá cao hay là nó quá thấp, nhưng mà về biến động giá của nó thì em cảm thấy nó là một cái đồng coin về cái độ an toàn nó rất là cao. Thì mình sẽ cùng đi qua cái biểu đồ của nó, mình xem nó về cái độ phát triển của nó khi mà từ khi mà nó được Binance mua lại và đầu tư thì nó như thế nào. Đây thì anh chị có thể là thấy trên biểu đồ thì nó niêm yết vào 20 tháng 7 năm 2020, và khi mà nó mới niêm yết trên Binance thì thực sự là lúc đó em thấy nó quá tiềm năng và mức giá của nó lúc đó mới niêm yết là 0.5 đô la. Đây cái vùng này anh chị, chị có xem cái cọ em bị lỗi đây. Đó, cái vùng 0.5 đô la khi mà nó mới lên ý trên Binance. Không, cái biểu đồ này là lúc đầu tiên nó mới niêm yết là trên BTC. Xin lỗi anh chị, em nhầm chút xíu. Rồi, để em sẽ mở cái cặp USDT cho anh chị xem. Đây, nó đầu tiên là nó niêm yết trên BUSD. Đó thì anh chị có thể thấy rõ hơn. Thì khi mà nó mới niêm yết là 0,5 đô la thì em có đón được con sóng này. Đó. Thì đây. Rồi, cái trading view của em bị lỗi rồi. Rồi anh chị có ai xem. Là đây, là từ cái vùng giá 0,5 đô la anh chị thấy không ạ? Đây, em sử dụng này đỡ vẽ cho anh chị này. Rồi. Đây, anh chị thấy vùng giá này 0,5 đô la. Thì sau mà khi nó niêm yết á, thì nó đẩy lên cái đỉnh là gần 5 đô. Đây, lên cái đỉnh này nè, gần 5 đô này anh chị. Thì thực sự là bản thân em khi mà lúc mà nó
lúc đó thì em ăn được con sống của nó chỉ 30% thôi, tại vì lúc đó thị trường nó có sự phục hồi, nên là em chỉ ăn được 30% và sau đó nó đẩy lên vùng 5 đô thì mình hơi tiếc. Và đây là một cái dự án nó khá tiềm năng đó. Rồi thì em sẽ mở cái chặt ngày cho anh chị nhìn rõ hơn về về cái con SSB này, và sau đó là nó có một cái cú giảm cũng khá là lớn. Đây, nó giảm từ 5 đô xuống cái vùng giá giá này là 0,66 đô, và nó tích lũy suốt một cái khoảng thời gian dài từ 0,6 nè tới thời điểm này. Đây thì mình sẽ đo xem là khoảng thời gian bao lâu. Đây từ 0,6 đô la đây anh chị. Đó. Và nó tích lũy suốt một khoảng thời gian dài là 3 tháng, và sau đó là cái chu kỳ tăng trưởng của Bitcoin nó cũng tăng trưởng dần. Thì anh chị có thể thấy là nó cũng tăng trưởng khá là nhiều. Từ 1 đô lên 5 đô thì cũng ít năm tài khoản. Đó, thì đối với những anh chị nào nắm giữ SSB. Và tới thời điểm này thì thực sự là hôm trước khi mà nó về giá 1.7 là em có mua. Đó, thực sự là em đã gom, bắt đầu gom rồi. Thì đây anh chị thấy là bây giờ nó bắt đầu tích lũy. Theo Bitcoin rồi. Bây giờ là altcoin đều đi theo cái mô hình tương tự như Bitcoin, và nó đang bắt đầu tích lũy. Nếu Bitcoin bay thì nó sẽ bay. Còn nếu mà xui lắm Bitcoin giảm. Đây nha anh chị, Bitcoin xui lắm giảm thì em sẽ tính toán cái vùng giá của nó. Thì nếu Bitcoin nó giảm về vùng bây giờ là Bitcoin đang 33.500 đô, và nếu xui lắm bữa nó giảm về 28.000 đô. Đây thì mình sẽ dỡ cái nến 4 giờ để cho coi rõ hơn cái từng cái mức giá đáy của nó. Đó thì anh chị có thấy là khi mà hôm bữa Bitcoin nó về vùng 28.800 đô thì nó về là vùng 1.45 đô. Thì bây giờ nếu Bitcoin về vùng 28 đô thì em sẽ gom thêm một lần nữa ở mức giá này. Đó, bản thân em sẽ gom thêm ở mức giá đây, mức giá 1.45 đô, và tình trạng xấu nữa. Đây anh chị có thể thấy nếu xấu nữa Bitcoin nó về vùng 25.000 đô thì em sẽ gom tiếp ở cái vùng này. Đây anh chị có thể thấy là gom tiếp ở cái vùng này. Đây. Đó. Và đây là một trong những cái dự án nó em đánh giá nó khá là tốt. Đó. Em sẽ gom tiếp ở vùng giá là 1 đô tới 1.2. Tại vì sao? Tại vì khi mà Bitcoin nó ở mức 28.800 nó chỉ có 1.4, thì nếu nó về vùng 20.000 tới 25.000 thì nó chỉ dao động ở vùng giá này thôi. Có thể là nó sẽ giảm tiếp một chút nữa, thì lúc đó thì mình sẽ quyết định là mình gom thêm hay không. Đó. Thì anh chị cũng cũng cân nhắc. Thì khi mà cái đáy Bitcoin nó về vùng 3.700 đô á thì SSB nó cũng chỉ là về vùng 0.58 đô thôi. Đó là mình cân nhắc khi mà mình đưa ra cái quyết định đầu tư cho riêng mình. Thì em chỉ là cung cấp thông tin cho anh chị để anh chị tùy tham khảo. Đây, khi mà Bitcoin nó về vùng 3.700 đô thì SSB chỉ về là 0.056 đô la. Thì đó thì mình đầu tư thì mình cũng phải cân nhắc về cái vùng giá để mình vào lệnh. Đó, anh chị thấy không ạ? Và đây là một trong những cái đồng coin mà em đánh giá rất là tiềm năng. Thứ nhất là nó đã phát hành thêm về version 2, là nó ra một cái sàn giao dịch phi tập trung đó. Anh chị có thể là đem cái đồng này lên đó để anh chị staking, nhưng mà với cái dự án này thì cái khoản lợi nhuận nó không tốt lắm, nó phải staking một năm chỉ có vài phần trăm thôi. Đó là anh chị có thể là tự mình đưa ra cái quyết định. Rồi tiếp theo cái đồng coin em nhắc tới đó là đồng Phantom. Thì cái đồng Phantom này nó là một cái blockchain riêng được góp vốn bởi các quỹ đầu tư như Block Wallet, Blockwater Capital và Block
VC được phát triển vào năm 2018. Vốn hóa thị trường bây giờ là 518 triệu đô và khối lượng giao dịch một ngày là 76 triệu đô. Tổng nguồn cung tối đa của nó là 3.175 triệu token và lưu thông ngoài thị trường là tổng cung lưu thông ngoài thị trường đang là 2,5 tỷ và giá cao nhất là 0.95 đô la và giá hiện tại là 0.2 đô la. Được giao dịch trên các sàn giống như là Binance, Gay.io, OKX và MXC. Thì đây là một cái dự án về blockchain riêng và cái nền tảng hệ sinh thái của nó cũng khá là tốt. Thì anh chị có thể là xem kỹ hơn về cái phần đánh giá của em, chi tiết của nó ở trên đầu tư tiền tử. Rồi, thì cái đồng FTM này nó có gì nổi bật? Thứ nhất là blockchain riêng và thứ hai là về quá trình tăng giá của nó cũng khá là ok. Những anh chị nào nắm giữ cái đồng FTM này thì cái thời gian phát triển của nó cũng khá là lâu rồi, nên là những anh chị nào mình nắm giữ cái đồng FTM thì mình có thể là xem cái biểu đồ giá của nó phát triển như thế nào. Thì đây là em sẽ gửi cho anh chị xem là cái biểu đồ ở trên USDT cũng khá là lâu rồi. Đây, đây. Mình xem là khi mà nó mới niêm yết Binance giá bao nhiêu anh chị. Đây, khi mới niêm yết Binance là 0.01 đô la và tới thời điểm này là nó là 0.2 đô la. Thì nó là một cái dự án cũng khá là tốt và bây giờ cộng đồng nó rất là nhiều rồi. Thì cái phần cũ này có thể là mình bỏ qua nó và mình đừng quan tâm. Và bây giờ mình chỉ quan tâm tới cái tiềm năng phát triển của nó thôi. Đây, cái vùng này mình bỏ qua nha anh chị. Tại vì bây giờ để về cái vùng giá này thì nó rất là khó. Bây giờ các quỹ đầu tư vô cái dự án này cũng rất là nhiều rồi. Nó làm về blockchain riêng và hệ sinh thái cũng khá là ổn rồi. Đó, nên về mức giá này thì khó, nên là bỏ qua đi. Có xui lắm thì nó về về là 0.01 là đã thấy là đâu, về 0.05 là thấy là đã giảm quá nhiều rồi. Mà để lại cái mừng giá mà nó mới niêm yết trên Binance thì cực kỳ khó. Đó, thì mình sẽ điểm qua về cái đồ thị của con FTM này. Thứ nhất là nó là blockchain riêng và nó cũng tăng trưởng khá rồi. Thì cái đỉnh của nó đây, 0.9 đô la. Thì từ lúc mà thị trường uptrend trong vòng là đây, trong vòng là 16 tuần thì nó có hai lần là lập hai cái đỉnh. Cái đỉnh đầu tiên là ở vùng giá là 0.87 đô la và sau đó nó giảm về vùng thấp nhất là 0.3 đô la và sau đó là lên là 0.9 đô la và tới thời điểm này đang là 0.21 đô la. Thì anh chị cũng có thấy là về cái sự điều chỉnh theo Bitcoin nó giảm cũng khá là nhiều. Nó giảm là hơn 4 lần. Đó. Thì anh chị nào mình để ý cái đồng Phantom này thì anh chị có thể là mình cân nhắc về cái mức giá mà mình có thể là nắm giữ. Đối với bản thân em thì ở vùng giá này là cũng khá là ổn và tương đối. Thì nếu mà anh chị để ý kỹ hơn về cái ngày mà Bitcoin nó về cái vùng giá là 28.000 đô, đây ngày hôm trước đây, thì nó rớt về là 0.18 đô la. Thì mình có thể là tính toán nếu mà cái tình trạng mà Bitcoin nó về đây, bữa là cái cú giảm sâu hơn của nó là Bitcoin về 29 này đó, thì cái này là 28 này, 28.8 thì nó giảm về là 0.18 đô la. Và để mình xem cái mức giá mà mình có thể là nắm giữ nếu Bitcoin nó về vùng 25.000 thì ở ngay đây anh chị có thể là cân nhắc ở cái vùng hỗ trợ này để anh chị vào lệnh. Đây.
đó thì nó dao động ở 0.16 đô la đó. Anh chị có thể là cân nhắc đưa ra cái quyết định đầu tư của mình. Nếu tình trạng xấu mình tính toán về giá ở thời điểm này anh coi nó sẽ giảm bao nhiêu phần trăm nữa thì mình hãy vào lệnh đó, anh chị hiểu không ạ? Ở thời điểm này những anh chị người mới, những nhà đầu tư F0 á, mình rất có một cái lợi thế so với những anh chị người cũ là mình có thể là mua với giá hời hơn họ ở mức giá là giảm chia 3 chia 5, thậm chí có những cái đồng token chia 10. Thì cái mức độ rủi ro á, mình phải cân nhắc giữa lợi nhuận và rủi ro. Khi mà mình tham gia đầu tư thì mình cần hiểu rõ vấn đề đó. Đó. Thì anh chị có thể là cân nhắc ở những vùng giá, và nếu mà tình trạng xấu lắm, nếu mà cái anh coi nó bị xả, cái đồng này nó xả lắm thì nó có thể là vào vùng này. Đây. 0.1 đô la. Tình huống xấu nếu mà Bitcoin nó thủng 20.000 đô thì nó có thể là về tới vùng này. Em tính toán luôn cái vùng giá cho anh chị luôn. Đó thì anh chị có thể là cân nhắc về cái nguồn vốn của mình khi mà mình đưa ra quyết định đầu tư của một đồng token nào đó. Đó. Và những cái chiến thuật về nắm giữ cái đồng coin trong ngắn hạn như thế nào thì em cũng đã làm những cái video để phân tích cho anh chị rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ đi qua một cái đồng token tiếp theo. Cái đồng thứ tư, đồng SEM là đồng NEM. Cái dự án này là cũng khá là lâu rồi. Nó được phát hành, nó phát triển từ 2015 rồi. Và nó là một cái đồng token được hỗ trợ bởi hầu hết các sàn giao dịch, và nó làm trong lĩnh vực là blockchain riêng, thì được tạo bởi bởi Utopian Future. Đây là một cái nhà lập trình, và vốn hóa thị trường của nó bây giờ là gần 1 tỷ đô, khối lượng giao dịch của nó là 97 triệu đô và tổng cung tối đa của nó là 9 tỷ, gần 9 tỷ, 8,9 tỷ. Rồi mức giá cao nhất là 1,8 đô và mức giá hiện tại đang là 0.1 đô, thì được hỗ trợ trên hầu hết các sàn giao dịch. Thì tại sao về nói về cái đồng coin này nó tiềm năng thì anh chị cũng có thể là thấy cùng em ở trên màn hình nha, mình sẽ đi chi tiết hơn về cái đồng cùng xem này. Thứ nhất á, là về lịch sử phát triển, và thứ hai á, là cái độ tiềm năng của nó. Thì được phát triển từ 2015 và tới thời điểm này bây giờ là cũng là 6 năm rồi anh chị. Và cái lịch sử phát triển của nó, một cái dự án như vậy nó không chết và nó đi đi lâu như vậy trong vài năm, thực sự nó phải có cái gì thì anh chị có tự mình đặt ra cái câu hỏi về cái dự án này. Thì thứ nhất á, là bây giờ là nó đã ứng dụng vô thực tế rất là nhiều rồi, và đây là một cái dự án anh chị có thể là nắm giữ trong lâu dài, và cái dự án này nó không bị chết, nó đã có lịch sử lâu đời như vậy rồi, và rất là nhiều những cái công ty, những cái tập tổ chức, những cái dự án là tiến hành là sử dụng cái công nghệ của nó rồi đó. Vậy niêm yết trên Binance thì hiện tại bây giờ là em dở cho anh chị là cái chart trên USDT, thì cái ngày niêm yết là 24 tháng 11 năm 2020, thì cái lịch sử nó không nhiều, thì mình có thể là dở trên BTC thì anh chị có thể là thấy rõ hơn. BTC thì mình phải dở dở ra cái chạc là chạc tuần là 2.500 Satoshi, thì mình tính ra luôn 2.500. Đây thì mình vô một trang để mình tính toán ra. Đây 2.500 Satoshi là đây khi mà mới mới niêm yết trên Binance trên cặp. Mới niêm yết trên Binance là khi cặp trên BTC thì nó tăng lên cái đỉnh của nó. Thì cái này là vào 19 tháng 3 năm 2018 lập cái đỉnh này anh chị. Lập cái đỉnh ở vùng là 4.000
751 thì mình ra đây mình tính luôn. 4.751, 1.6 đô la nhưng mà nó mới niêm yết, nó đã tạo đỉnh. Và suốt đó một cái khoảng thời gian Bitcoin nó downtrend thì mình sẽ tính toán xem cái này phải dạy tháng ra thôi. Đây. Giảm khá là kinh khủng đúng không anh chị? Thì đó mùa đông mà, nên là thực sự là anh chị nào đã trải qua rồi thì mình có thể thấy về cái mức độ tăng trưởng của những đồng coin. Thì thời điểm đó vốn hóa thị trường nó rất là nhỏ thôi, nó đạt tối đa là 500 tỷ đô. Đó, hơn con số nó chênh lệch không đáng kể. Rồi, thì nó giảm bao nhiêu phần trăm ạ? Từ cái đỉnh này. Khi mà nó tới cái vùng này là 323 satoshi anh chị, thì tới lúc này nó giảm. Nó giảm còn thấp hơn cái mức mà nguyên cái mùa đông crypto này đi qua nữa. Thì anh chị có thể thấy là ở vùng giá này anh chị vô thì nó hời cỡ nào. 324 satoshi là 0.1 đô la. Và tới thời điểm này là 446 satoshi là 0.15, mà tới thời điểm này mình mua là 0.1 thì cái giá còn hời hơn nguyên cả một mùa đông nó đi qua nên vậy. Thì cái lý do mà nó rớt giá trong thời gian vừa qua thì nó có nhiều yếu tố, và thứ hai là cộng đồng nắm cũng khá là nhiều, và thứ tư là nó erode cho anh chị. Những anh chị nào nắm giữ cái đồng sen á thì anh chị nắm giữ được cái đồng sim, cái đồng đây nè, đồng simbon nè đó. Những anh chị nào nắm giữ cái đồng sen, đồng nem thì anh chị được erode cái đồng này và cái giá của nó đẩy lên là 0.7 đô la. Đó, thì anh chị cũng quá là hời rồi. Những anh chị nào nắm giữ thì anh chị cũng quá là hời rồi. Đó, và tới thời điểm này thì anh chị có thể cân nhắc đầu tư về cái đồng nem này. Đó, đây, thì nó lập cái đỉnh là 1776 là nó ra 0.6 đô la anh chị, và sau đó nó cũng có một cú giảm. Tới thời điểm bây giờ thì nó cũng là chia 6 lần so với mức giá hiện tại. Đó, về cái vùng giá anh chị có thể nắm giữ thì em cũng đưa ra một cái lời khuyên cho anh chị, thì bây giờ là cái giá này nó thấp hơn cái giá hiện tại đây 0.1 này, nó thấp hơn là cái vùng giá ấy rồi anh chị. Cái vùng giá nó đi suốt mùa đông rồi, thì cái vùng giá mà nắm giữ thì mình cứ bắt theo cái cây nến này đi. Khi mà Bitcoin nó về vùng 28.000 đô thì mình có thể là nắm giữ ở mức giá hiện tại. Và tình huống xấu nhất thì mình sẽ cứ tính toán theo phần trăm thôi. Thì mình cứ 0.07, 0.05 thì mình có thể là mua vào. Đó, là với một cái dự án nó có lịch sử phát triển khá là lâu như vậy rồi. Đó, thì anh chị có thể là cân nhắc. Thì cái dự án này khả năng chết của nó là rất là khó rồi. 6 năm rồi nó không chết. Và niêm yết trên Binance với vốn hóa thị trường bây giờ cũng là khá là lớn rồi. Đây, vốn hóa thị trường bây giờ gần 1 tỷ đô và khối lượng giao dịch cũng 43 triệu đô để cho chị thanh khoản thoải mái. Đó, rồi cái đồng coin tiếp theo, một cái đồng coin này nó cũng có lịch sử cũng khá là lâu, đó là đồng BitShares, BTS. Đây là một trong những dự án về blockchain riêng và hệ sinh thái phát triển cũng khá là ổn định, và rất là nhiều những cái quỹ đầu tư và những cái tổ chức, những cái công ty sử dụng công nghệ của BitShares rồi. Và cái nhà sáng lập của BitShares là Danny Larimer, thì anh này là đồng sáng lập của EOS, và cái đội ngũ phát triển của BitShares là những cái người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain, được phát hành vào năm 2017 và tổng cung token là 3,6 tỷ, cung lưu thông ngoài thị trường đang là gần 3 tỷ. Mức giá hiện tại đang là 0.04 và mức giá cao nhất là 0.17 đô la, được hỗ trợ bởi sàn Binance, Huobi. Thì cái dự án này là một trong những dự án nó khá là tốt và em đánh giá cao. Thì anh chị có thể xem cái biểu đồ của BTS trên BTC đi cho nó tổng quan hơn. Mình có thể tính toán ra cái vùng giá của nó. Thì đây, anh chị có thể xem về BTS. Cái đỉnh của nó là bao nhiêu. Đây,
đỉnh của nó là 6.793 Satoshi. Và khi mà nó mới niêm yết trên sàn Binance, đây, là vào ngày 20 tháng 11 năm 2017, là 1.488 Satoshi, thì mình sẽ tính luôn cái mức giá 1.488 Satoshi, 1.488, nó 0.5 đô anh chị, và nó đẩy lên cái mức giá là 6.794, 2.3 đô. Và sau đó nó giảm còn bao nhiêu ạ? Nó giảm tới thời điểm này anh chị thấy là nguyên cái mùa đầu crypto mà bây giờ tới thời điểm này mức giá nó giảm cũng khá là thấp rồi. Nguyên một cái khoảng thời gian mấy năm trời nó đi nó giảm như vậy, thì chỉ cần một cái cú hồi nhẹ thôi. Đây nó giảm như vậy. Để dùng thước đo đi. Nó giảm 98%, một cái dự án nó giảm 98% trong 4 năm. Thì bên cạnh đó thì những cái con sóng giảm như vậy thì lâu lâu nó cũng có con sóng hồi, thì anh chị có thể là cân nhắc mình đưa ra cái quyết định đầu tư về cái dự án này để mình có thể là ăn những cái con sóng hồi của nó. Và về dài hạn thì thực sự là cái dự án này nó quá tốt để mình nắm giữ. Đây, sau khi lập cái đỉnh ở 628 thì nó rơi vào 0.17. Đó. Và bữa Bitcoin nó giảm thì nó cũng giảm khá là nhiều, còn 65 thì chia đôi với mức giá này luôn. Đó, nó bị sốc tỷ giá và bây giờ nó có một cái sự phục hồi lên là vùng này. Đó, nên có thể cân nhắc đầu tư. Thì khi mà nó niêm yết trên BUSDT thì em cũng đón được cái con sóng này. Đây, nhưng mà ăn được con sóng này luôn anh chị. Nó giảm, sau đó nó phục hồi lên và em ăn tới tận trên ngọn này luôn. BTS em nói thẳng, con BTS này em ăn được tới ngọn này luôn. Nó và bây giờ nó đang giảm như vậy thì em cũng đã cân nhắc để em vào lệnh rồi. Đó, thì ngay đây là cái vùng hỗ trợ của nó rồi. Nó cũng mới vừa giảm ở khi mà Bitcoin nó giảm về cái vùng 28.800 đô thì nó có sự phục hồi lên. Đó. Và em đã gom một ít. Đó. Thì anh chỉ có thể là cân nhắc cái mức giá, thì hiện tại anh chỉ có thể là cân nhắc ở vùng giá này. Thì Bitcoin nó giảm, nếu mà giảm nữa nha, thì nó sẽ về tiếp cái vùng hỗ trợ đây. Đây, vùng hỗ trợ đây rồi. Đó. Ở 0.03 đô la. Thì nếu về đây thì em sẽ gom tiếp và em sẽ chấp nhận em giữ nó trong vài năm tới. Thì đây là một cái dự án nó phát triển cũng khá là tốt và em tìm hiểu rất là nhiều. Đó, là anh chị có thể cân nhắc khi mà mình đưa ra cái quyết định đầu tư về những cái đồng coin này. Đó. Rồi, thì cái phần đánh giá chi tiết về 5 cái đồng token ngày hôm nay thì anh chị có thể là mình tham khảo ý kiến của bản thân em, mình đưa ra cái quyết định đầu tư cho chính bản thân mình. Thì video của em tới đây là hết. Nếu anh chị nhận được giá trị video này thì mình có thể nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh, để theo dõi tiếp những cái phần tiếp theo và những cái dự án tiếp theo em sẽ chia sẻ cho anh chị trong cái thời gian sắp tới. Rồi, xin chào và tạm biệt anh chị. Hẹn gặp anh chị ở những video lần sau.